William Shakespeare, cha đẻ của những tác phẩm vượt thời gian. William Shakespeare được thế giới biết đến là nhà văn vĩ đại của nước Anh với nhiều tác phẩm có ý nghĩa vượt thời gian. Các vở kịch của ông đã truyền tải những tư tưởng cao đẹp và gây ảnh hưởng lớn đến sân khấu điện ảnh toàn thế giới. Tất cả các tác phẩm kịch bản của Shakespeare đều được công nhận là tác phẩm kinh điển mang tính mô phạm và trở thành gia tài nghệ thuật của toàn nhân loại, được dịch ra 70 ngôn ngữ và có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng từ năm 1877 đến 1935, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 2.000 tác phẩm viết về Hamlet. Sinh ra trong một gia đình bình thường, kết thúc sự nghiệp học hành tại nhà trường ở tuổi 14, khởi nghiệp bằng chân giữ ngựa rồi nhắc vở tại một nhà hát. Vậy mà William Shakespeare lại có thể viết ra những tác phẩm làm thay đổi sân khấu kịch của một đất nước, một thời đại cùng những vần thơ say đắm lòng người bao thế hệ, lưu tên tuổi của mình đến muôn đời. Ông đã sống hết mình và đón nhận luồng gió mát lành của thời đại phục hưng để viết nên nhiều tác phẩm bất hủ như Romeo và Juliet, Giấc mộng đêm hè, Hamlet, Othello, Vua Lear, Macbeth, cùng hơn 100 bài thơ sonnet, thơ trữ tình ngắn nổi tiếng. Vài nét về cuộc đời của đại văn hào William Shakespeare. William Shakespeare sinh năm 1564, ông ra đời và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố là thợ làm găng tay và đan len, còn mẹ là con gái của một gia đình giàu có. Vì sau này bố mẹ làm ăn sa sút nên tác giả buộc phải nghỉ học vào năm 14 tuổi và nhanh chóng lập gia đình ở tuổi 18 với bà Anne Hathaway. Sau đó, William Shakespeare rời quê lên London kiếm sống bằng nghề giữ ngựa với soát vé tại một nhà hát. Ông chính thức bước vào sinh hoạt kịch nghệ của thành phố London với tư cách là một diễn viên lúc 26 tuổi. 4 năm sau, nhà văn đã phát hành vở kịch đầu tiên và nhanh chóng trở thành một trong những tay soạn kịch nổi tiếng nhất của thủ đô nước Anh ngày ấy. Năm 1597 đánh dấu cột mốc thành công của tác giả khi Romeo và Juliet ra đời. Vở kịch đã gây tiếng vang lớn ở xứ sở sương mù, đồng thời đưa tên tuổi William Shakespeare đến với khán giả trên toàn thế giới. Dưới ngòi bút tài tình của ông, câu chuyện về tình yêu say đắm với kết cục bi thảm của đôi tình nhân Romeo và Juliet thực sự đã trở thành một hiện tượng văn hóa, một hình ảnh quen thuộc biểu trưng cho sự chung thủy, là nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu. Sau Romeo và Juliet, một loạt kiệt tác lần lượt ra đời, trong đó Othello được coi là một trong những vở kịch kinh điển của nghệ thuật sân khấu. Vở bi kịch có hành động thống nhất, kịch tính cao, nhiều mâu thuẫn, xung đột và cách giải quyết hợp lý, có sự kết hợp giữa cái thơ mộng với cái khủng khiếp, cái tầm thường với cái cao thượng. Những điều đó đã làm cho Othello trở thành một tác phẩm kiểu mẫu, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả toàn thế giới. Bên cạnh đó, William Shakespeare còn có những tác phẩm ý nghĩa khác như Hamlet, Vua Lear, Macbeth, và không dừng lại ở đó, ông còn thử sức với các vở chính kịch và gặt hái được nhiều thành công. Tác giả có tổng cộng 37 vở kịch và hơn 100 bài thơ sonnet trữ tình trong suốt sự nghiệp cầm bút của mình. William Shakespeare đã xây dựng những tác phẩm có nội dung sâu sắc với nhiều tình huống hấp dẫn để phản ánh được sự khủng hoảng sâu sắc của thời đại bấy giờ. Ngay từ khi nhà văn còn sống, những tác phẩm của ông đã được đánh giá cao nhưng chưa phải là một tác giả lớn. Sau khi trải qua nhiều thập niên, thì William Shakespeare mới được công nhận như linh hồn thời đại nước Anh. William Shakespeare ra đi vào năm 1616 tại quê nhà, và hiện nay tượng đài của ông được đặt tại Westminster, nhà riêng của đại văn hào, trở thành nhà bảo tàng Shakespeare để lưu giữ tất cả kỷ niệm thời còn sống của tác giả. Nhắc đến Shakespeare, bên cạnh các kịch phẩm xuất sắc, không thể không nhắc đến 154 bài thơ sonnet. Những phần thơ tuyệt diệu của ông như khu rừng bí ẩn còn mời gọi những bước chân khám phá. Đó là những dòng cảm xúc của một tâm hồn chân thành trước tình bạn và tình yêu. Với sự tri ân, đồng cảm, Shakespeare đã khiến tình yêu trở nên đa dạng và muôn màu với nhiều cung bậc hạnh phúc khác nhau. Với những cống hiến to lớn của mình, William Shakespeare được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu ở xứ sở sương mù, và ông còn có biệt danh khác là thi sĩ của dòng sông Avon, tên gọi gắn với con sông quê hương mình. William Shakespeare đã để lại cho đời nhiều vở kịch có tư tưởng vượt thời đại bằng việc tập trung vào những bi thảm của cuộc đời, và kể từ cuối thế kỷ 16 đến nay, những vở kịch của ông không hề lỗi thời mà còn có sức hấp dẫn to lớn đối với khán giả nhiều thế hệ. William Shakespeare là biểu tượng văn hóa vĩ đại nhất của xứ sở sương mù. Đa phần các sáng tác của nhà văn đều trở thành tác phẩm kinh điển và được so sánh như gia tài nghệ thuật của toàn nhân loại. Những vở kịch được viết dưới ngòi bút của William Shakespeare
được dịch ra 70 thứ tiếng, đồng thời là nguồn khai thác nội dung vô tận cho các nhà phê bình văn học. William Shakespeare luôn có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống đáng để chúng ta phải dừng lại suy ngẫm. Đây cũng là lý do giúp ông thành công trong sự nghiệp văn chương của mình. Năm 2016, Hội đồng Anh và chiến dịch Great Britain đã công bố chương trình Shakespeare Lives với mục đích tôn vinh tác phẩm của William Shakespeare và ảnh hưởng của ông ở nhiều lĩnh vực trong xã hội. Ngày nay, đã có nhiều bộ sách nghiên cứu và thư viện về William Shakespeare như Follinger Shakespeare Library tại thủ đô Washington, The British Museum ở thành phố London và Thư viện Bodleian ở Đại học Oxford, nước Anh. Các nhà làm phim đã chuyển thể những vở kịch của tác giả thành nhiều bộ phim hấp dẫn và được công chiếu khắp nơi trên thế giới. William Shakespeare được xem là nhà văn có nhiều tác phẩm được chuyển sang phiên bản điện ảnh nhất. Tác phẩm của Đại Văn Hào sẽ trường tồn mãi với thời gian như một chứng nhân lịch sử nước Anh. Và qua đó, William Shakespeare đã gửi gắm đến bạn đọc cũng như người xem nhiều vở kịch ấn tượng cùng những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. William Shakespeare đã cống hiến cho thế giới nhiều tác phẩm đáng quý, bởi vậy ông chính là niềm tự hào to lớn của xứ sở sương mù. Nhà văn dù đã ra đi nhưng vẫn sống mãi trong trái tim độc giả. Đó là vì những thông điệp sâu sắc mà ông đã gửi gắm qua các vở kịch vẫn ở lại cuộc đời suốt chiều dài vô tận của năm tháng.